trọng sinh báo thù cùng ly nữ cường nam cường sủng thê. Dư tỉnh su sau khi bị một sợi lụa trắng siết chết, sống lại. Kiếp trước, nàng bị người bên gối tính kế cả đời, đến chết mới biết được cái gọi là thâm tình bất quá đều là lợi dụng, mà hắn chân ái một người khác. Sau khi sống lại, hết thảy bất hạnh đều còn chưa có bắt đầu, dư tỉnh su thề phải báo thù rửa hận. Kỳ hành từ lúc sinh ra, hậu cung đã có vô số người muốn mạng của hắn, cũng bởi vậy hắn không tin ai nhưng khi biết được vị kia cùng hầu phủ thế tử cùng ly dư phủ tiểu thư muốn rời khỏi kinh thành, hắn lại như điên suốt đêm lao ra cung môn ngăn người lại, hốc mắt đỏ lên đem người chống ở trên giường mềm dưỡng tâm điện. Dư tỉnh xu, đời này ta cùng ngươi sinh đồng tử đồng huyệt, ngươi nghĩ ngơi đem ta bỏ lại. Nhưng khi biết được nàng muốn rời kinh, kỳ hành lại như điên suốt đêm lao ra cửa cung đuổi theo ngăn nàng lại, mang về trong cung. Kỳ hành đỏ mắt đem người để ở trên giường mềm của dưỡng tâm điện. Dư Tĩnh Xu, đời này ta cùng ngươi sinh đồng tử đồng huyệt, ngươi vĩnh viễn không nên rời khỏi bên cạnh ta. Chương 1 Cùng cách Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Đừng nghĩ lại hoa nàng một văn tiền. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Hồ Mỹ Tử bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Muốn gặp ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Ngươi là cái thái gì? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Yên tâm liền trở về A. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Trở thành Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Vì nàng phụ trách Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Đều nói là bí phương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Đi từ đường tìm phu nhân cáo ngài hình dáng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.